Câu chuyện tại sao đít khỉ lại có màu đỏ. Ngày xưa, ở một ngôi làng kia, có rất nhiều chàng trai và cô gái. Mỗi tối sau khi dùng bữa xong, họ tụ tập quanh đống lửa và bắt đầu nhảy múa. Do đó, ngôi làng này có tên gọi là ngôi làng nhảy múa. Một đêm nọ, có một con khỉ đến gần nơi đang diễn ra lửa trại. Nó mặc quần áo, đeo kính giống như con người và mang theo một số món quà nhỏ để tặng cho các cô gái. Mọi người đang hòa mình vào âm nhạc và nhảy múa nên chẳng ai nhận ra nó là một con khỉ cả. Cứ như vậy, mỗi đêm con khỉ lại đến và tặng cho các cô gái những món quà xinh đẹp. Điều này làm các cô gái yêu quý khỉ hơn. Nhưng các chàng trai lại ghen tị với khỉ. Họ quyết định phải tìm ra cho được người hay tặng quà cho các cô gái thực sự là ai. Thế là như mọi hôm, con khỉ lại đến nhảy múa. Sau khi nhảy múa, các chàng trai theo dõi và phát hiện ra đó chỉ là một con khỉ. Các chàng trai quyết định dạy cho con khỉ một bài học. Hôm sau, họ đặt một bếp lửa nóng ở nơi con khỉ hay ngồi và dùng lá che lại. Khi con khỉ ngồi xuống, nó nhảy dựng lên vì đau đớn. Các cô gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên các chàng trai đã giải thích cho họ hiểu. Mọi người đều quyết định đuổi con khỉ đi. Kể từ đó, đít của con khỉ bắt đầu có màu đỏ do ảnh hưởng của vết bỏng hôm nào. Ý nghĩa của câu chuyện: đừng bao giờ đóng giả làm người khác.